nhận được cái nội dung của nghị định này thì chúng tôi đã trước đây chúng tôi cũng đã nắm được cái thông tin cơ bản của nội dung nghị định. Do đó thì khi nghị định có hiệu lực thì chúng tôi triển khai ngay trong đêm ngày 1 tháng 1 2020, tức là đêm 31 tháng 12, sau khi triển khai pháo hoa, bảo vệ pháo hoa xong là đêm đó chúng tôi ra quân luôn. Báo với các anh chị là nếu, tại vì do chúng ta xây dựng cái cơ chế phối hợp chưa kịp thời điểm đó, thì chúng tôi thấy khuya quá, chứ ngay hôm đó là đúng 0 giờ là chúng tôi triển khai nghị định đó luôn. Và đêm đó là chúng tôi kiểm tra nồng độ cồn ngay từ đêm ngay đầu tiên, chứ chúng tôi không phải chờ nghị định để hướng dẫn hay gì đó, tại vì nghị định đã có hiệu lực rồi. Và quan điểm của chúng tôi thì trong cái nghị định này thì có một số điểm nó mới so với các nghị định trước đây. Cái điểm mới thứ nhất là cái một số hành vi vi phạm thì mức phạt có cao hơn so với trước đây. Rồi cái thứ hai thì có tập trung vào một số lỗi và một số vi phạm của đối tượng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn thông. Trong đó thì vi phạm nồng độ cồn thì được các anh chị phóng viên và người dân đặc biệt quan tâm. Thì riêng với chúng tôi thì thật sự thì chúng tôi chia sẻ với anh chị là chúng tôi cũng quan tâm, tuy nhiên chúng tôi không bận ngỡ. Chúng tôi rất là chủ động trong cái việc này. Vì một số địa phương hỏi là ở Thành phố Hồ Chí Minh có triển khai nồng độ cồn không? Báo anh chị là chúng tôi triển khai ngay từ đầu. Tại vì nguyên cả năm 2019 chúng tôi đã lấy chuyên đề này làm nòng cốt của cả lực lượng chúng tôi rồi, thì không có lý do gì mà chúng tôi bị động. Báo chị chúng tôi rất hoàn toàn chủ động cái nghị định 100 trong cái việc triển khai nồng độ cồn. Chẳng qua khác căn là cái mức phạt thôi. Còn cái hành vi vi phạm và cách thức tiến hành xử lý thì chúng tôi vẫn thực hiện như bình thường. Tuy nhiên thì trong cái đợt này chúng tôi có thực hiện song song hai cái. Bên cạnh việc xử lý, chúng tôi có tổ chức tuyên truyền. Tức là trước đây thì mình xử lý theo nghị định cũ thì người dân đã biết thông tin rồi. Tuy nhiên trong đợt này là các quy định yêu cầu các tổ tuần tra kiểm soát giao thông á, khi tiến hành xử lý vi phạm thì có thông tin tuyên truyền thêm cho người dân về một số cái hành vi này. Và cái điểm thứ ba mà điểm mới trong nghị định 100 á, là cái việc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe là có nâng cái thời hạn lên. Đây là điều mà chúng tôi cũng quan tâm. Về cái thời hạn tạm giữ thì vẫn là 7 ngày, nhưng mà về hạn tước giấy phép lái xe thì nâng rất cao. Ví dụ như cái lỗi ở mức cao nhất thì đến 22 đến 24 tháng. Như vậy là khoảng, nếu chúng tôi lấy chia trung bình thì khoảng 23 tháng, tức là khoảng 2 năm. Như vậy cái thời hạn tước giấy phép lái xe rất là dài. Thì đây là một cái điều mà tôi nghĩ là các anh giới lái xe, tài xế thì đặc biệt quan tâm. Ngoài ra thì có một số lỗi vi phạm khác, ví dụ như là việc lưu thông không đúng phần đường, hoặc là sử dụng thiết bị di động khi mà điều khiển phương tiện, hoặc là nghe điện thoại, thì một số, hoặc là không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, thì một số hành vi này là mức phạt nó có cao hơn so với trước đây. Tuy nhiên thì trong quá trình xử lý thì báo các chị thì chúng tôi hoàn toàn chủ động. Thì mong rằng là sau cái cuộc họp hôm nay thì chúng tôi sẽ nghe được các cái đóng góp của các anh chị. Trong những ngày đầu thì báo các chị thì chút xíu tôi phần trả lời các anh chị thì tôi sẽ đưa thông tin chính thức về cái số liệu xử lý. Tuy nhiên báo các anh chị thì trong những ngày đầu thì cảnh sát giao thông chúng tôi không bỡ ngỡ, mà chúng tôi thực hiện song song hai biện pháp, vừa tuyên truyền vừa xử lý. Và cam kết với các anh chị là trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục mong các anh chị để đưa tin đến người dân, thông tin nhiều hơn để chúng ta có một cái môi trường an toàn. Và chúng tôi, cái cảm nghĩ của chúng tôi và chúng tôi chia sẻ là quan điểm của chúng tôi là xử phạt không phải là cái chính, mà cái chính là làm sao là người dân có cái nhận thức, có điều chỉnh. Và đặc biệt là tất cả cái việc xử phạt, việc tước giấy phép lái xe hoặc về tạm giữ phương tiện cũng nhằm một mục đích chính là đảm bảo sự an toàn cho người dân. Và mục đích cao hơn nữa là người dân Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đi lại trong cái dịp Tết này được thông suốt và không để xảy ra tai nạn thông. Đó là điều chúng tôi mong muốn nhất và thật rất mong muốn đối với người dân thành phố. Thì báo với anh chị thì để dành các anh chị có thời gian để đặt những vấn đề liên quan, thì tôi xin phép chia sẻ một số vấn đề công tác như vậy. Nghị định 100 của chính phủ được tổ chức triển khai thực hiện và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, thì cảnh sát giao thông chúng tôi đã rất là chủ động trong việc tổ chức quán triệt đến toàn thể của mọi chiến sĩ để triển khai thực hiện. Thì theo đó thì tính đến ngày hôm nay là ngày 6 tháng 1, thì chúng tôi đã lập biên bản xử lý trên 2.000 trường hợp. Trong đó thì cái vi phạm nồng độ cồn thì chúng tôi xử lý trên gần 200 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp là xe ô tô vi phạm và 190 trường hợp là xe gắn máy vi phạm. Trong đó các vi phạm của xe ô tô thì hầu hết là ở mức 1, là mức từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, và tước giấy phép xe là từ 10 đến 12 tháng. Có thể nói là sau khi nghị định số 100 của chính phủ được triển khai thực hiện thì người dân và kể cả lực lượng chức năng rất quan tâm đến cái việc xử lý vi phạm nồng độ cồn khi mà đã uống rượu bia và có nồng độ cồn trong hơi thở và trong máu để điều khiển phương tiện vi phạm giao thông trên đường. Thì với góc độ cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi thì có thể nói là chúng tôi hoàn toàn không bị động.
mà chúng tôi hết sức chủ động, vì cái chuyên đề này chúng tôi đã triển khai thực hiện nhiều năm qua, và đặc biệt năm 2019, và cái chuyên đề này là chuyên đề mà được chúng tôi chọn lọc, là chuyên đề trọng tâm để triển khai thực hiện. Do đó là khi nghị định có hiệu lực thì chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện một cách bình thường. Có thể nói là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi thực hiện 2 trong 1, là vừa tổ chức triển khai xử lý vi phạm của người giờ điều khiển phương tiện nồng độ cồn, song song đó là chúng tôi thực hiện tắt tuyên truyền. Do đó thì hầu hết tất cả 200 trường hợp vi phạm mà nồng độ cồn theo định 100 trên địa bàn thành phố chúng tôi thì hầu hết là chúng tôi không gặp sự trở ngại, và hầu hết là người dân đều chấp hành và thuận theo cái tiến hành lập biên bản của cảnh sát giao thông. Thì chúng tôi cũng hy vọng là đây là một cái chuyên đề trọng tâm của cả nước cũng như của thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi, thì mong rằng là người dân sẽ có nhiều cái thông tin chia sẻ hơn. Việc mà nghị định xử phạt đây là không phải là cấm người dân uống rượu bia, mà là không cho phép người dân đã uống rượu bia mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông, kể cả xe ô tô, xe máy và xe gắn máy. Do đó thì người dân cần có những cái thông tin đầy đủ hơn, chia sẻ hơn và đồng cảm với chúng tôi, để khi mà đã uống rượu bia rồi thì chúng tôi đề nghị là tuyệt đối để cảnh sát giao thông không phải xử lý vi phạm, thì người dân là đã uống rượu bia, đã có nồng độ cồn trong cơ thể thì tuyệt đối không điều khiển bất cứ phương tiện nào. Có thể nói thì chúng tôi đã nhận thức rất rõ cái việc xử lý nồng độ cồn thì trong thời gian qua đây là cái gốc trong việc mà dẫn đến các cái nguyên nhân tiềm ẩn của tai nạn không. Do đó khi mà tổ chức triển khai thực hiện xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn chúng tôi thì chúng tôi đã tổ chức quán triệt đến tận cán bộ chiến sĩ 100% về tinh thần trách nhiệm trong việc tác nghiệp, và đặc biệt là trong việc xử lý này là chúng tôi không thực hiện độc lập mà chúng tôi có sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng. Bên cạnh là cảnh sát giao thông chúng tôi thì chúng tôi có bố trí có đề nghị phối hợp thêm của lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự ở các tổ 363 và huy động cả lực lượng công an phường xã thị trấn để cùng tham gia vào cuộc, và đặc biệt là chúng tôi sẽ rất gắn bó với chính quyền và nhân dân địa phương để tổ chức tuyên truyền cho người dân từ ở khu phố và khu dân cư. Do đó thì với tinh thần này thì cảnh sát giao thông chúng tôi đã cam kết là sẽ thực hiện rất nghiêm túc và không để bất cứ xảy ra trường hợp vi phạm nào của các chiến sĩ trong việc xử lý nồng độ cồn đối với người vi phạm, để vừa tạo được cái tính răn đe và đây là một cái sự tuân thủ pháp luật không chỉ của lực lượng chức năng mà kể cả người dân của cả nước nói chung và của thành phố nói riêng. Và chúng tôi đồng thời cũng quán triệt luôn trong toàn thể các chiến sĩ là đã uống rượu bia thì tuyệt đối không được phép điều khiển phương tiện, và chúng tôi sẽ nghiêm cấm và xử lý rất nghiêm đối với các chiến sĩ mà thực hiện vi phạm đối với có uống rượu bia mà điều khiển phương tiện không thể được. Và chúng tôi lặp lại, đây không phải là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh cảnh sát giao thông chúng tôi triển khai xử lý phạm nồng độ cồn, mà chúng tôi đã tổ chức triển khai rất nhiều năm qua rồi, và năm 2019 là một cái chuyên đề trọng điểm của chúng tôi triển khai thực hiện. Do đó trong quá trình triển khai thực hiện chúng tôi thường xuyên đánh giá và rút kinh nghiệm để có thể khắc phục những cái hạn chế thấp nhất có thể xảy ra. Đặc biệt thì người dân quan tâm hai cái vấn đề, là một là cái thiết bị thổi và thứ hai là cái ống thổi, thì chúng tôi cũng chia sẻ với người dân thành phố là mọi người hãy quan tâm là cái thiết bị này thì chúng tôi được trang cấp của cơ quan chức năng, và cái thiết bị này được đảm bảo là được kiểm định an toàn kỹ thuật. Do đó là các thiết bị này thì đảm bảo cơ bản chuẩn về các cái chỉ số và thông tin khi được thực hiện. Cái thứ hai là cái ống thổi, thì hiện nay chúng tôi đã được trang cấp đầy đủ các ống thổi và người dân là không phải lo lắng và sợ về việc lây nhiễm đối với ống thổi, vì tất cả người dân là mỗi người thực hiện một ống thổi và được ống thổi này đóng nguyên mới, và sau khi người này sử dụng rồi thì sẽ bỏ và sử dụng ống thổi khác. Và cái điểm thứ ba nữa thì để tạo cái điều kiện thuận lợi cho người dân thì chúng tôi không đơn thuần tổ chức là bất cứ trường hợp nào cũng thổi, mà chúng tôi còn áp dụng các việc kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế. Với phương pháp này thì chúng tôi sử dụng các cái đội hình để tổ chức phân luồng phương tiện và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Với phương pháp này phải nói là rất khoa học và rất chuyên sâu, ở chỗ là người tham gia giao thông khi chúng tôi tiến hành dừng phương tiện thì người tham gia giao thông là chỉ cần là trả lời chúng tôi 1-2 câu hỏi trong vòng 3 đến 5 giây thì thiết bị chúng tôi sẽ báo ngay thiết bị định tính là xem là người tham gia giao thông này có nồng độ cồn hay là không có. Nếu trường hợp người giao thông tham gia giao thông mà không có nồng độ cồn thì chúng tôi cảm ơn, xin lỗi và mời người tham gia giao thông tiếp tục di chuyển. Thì như vậy cái thời gian chúng tôi tiến hành kiểm tra thì chỉ mất không quá 1 phút, thì như vậy không ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân mà chúng tôi kiểm tra được nhiều lượng phương tiện. Còn đối với những trường hợp khi qua nói chuyện và hơi thở mà chúng tôi phát hiện máy báo tín hiệu là người này có nồng độ cồn thì chúng tôi mới tiến hành di chuyển người tham gia giao thông này vào một khu vực khác
thì mới tiến hành đo để dùng cho người yêu cầu người vi phạm này sẽ thổi vào máy để xem cái chỉ số vi phạm có hay không, thì chúng tôi mới tiến hành lập biên bản theo cái chỉ số đo. Như vậy với biện pháp này chúng tôi rất là mất nhiều thời gian và công sức phương tiện, tuy nhiên chúng tôi vẫn xác định đây là một cái giải pháp chủ lực vừa để tuyên truyền vận động và có tính chuyên sâu để giúp chúng tôi là có cái sự kiểm soát và tuyên truyền sâu rộng đến người dân, và kết quả xử lý là tuyệt đối chính xác nhất.